Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Chúng ta cùng gặp lại và đồng hành với nhau ở trên bản điểm tiến tuần trên kênh chứng khoán Chiến Binh trên từng con sóng cũng như trên kênh Hùng Lê chứng khoán. Thì như các anh chị em của chúng ta cũng đã quá quen thuộc rồi. À, một tuần thì chúng ta sẽ có một cái bản tin à, phân tích bộ ba tham chiếu chung của thị trường. Cùng với đó thì chúng ta sẽ view một số các cái danh mục cổ phiếu cơ bản. Còn với hàng ngày, à, sau khi chúng ta kết thúc một phiên giao dịch thì chúng ta cũng sẽ có một bản tin à, view bộ ba tham chiếu chung của thị trường gồm chỉ số Index, chỉ số VN30 và chỉ số Phái sinh và tất cả uh, các các bản tin này thì đều được up public ở trên các cái mạng xã hội các anh chị uh, có rất nhiều mạng xã hội và tất cả những cái mạng xã hội đó thì chúng ta đều uh, được up lên và các anh chị có thể uh, theo dõi ở trên uh, rất nhiều các cái nền tảng xã hội. Thế thì um, đối với chỉ số VN Index, VN30 và chỉ số phái sinh thì như các anh chị em cũng biết rồi, uh, hàng ngày thì chúng ta sẽ luôn luôn có cái sự biến động Do đó thì chúng ta sẽ cần phải phân tích, chúng ta cần phải tổng hợp lại để chúng ta xem thử xem ở với cái tình huống hiện tại, với cái tín hiệu kết phiên hiện tại thì thị trường chúng ta sẽ đi theo những cái hướng như thế nào. Thế thì bản tin phân tích nhận định tuần từ phiên giao dịch ngày 22 đến ngày 26 tháng 7 năm 2024 thì phần 1 bộ 3 tham đầu chung của thị trường. Phần 2 thì chúng ta sẽ phân tích một số các danh mục từ cổ phiếu trụ, nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp, nhóm thép, nhóm đầu tư, nhóm bất động sản dân cư và cuối cùng sẽ là nhóm ngành chứng khoán thì các anh chị lưu ý ở tất cả những cái nội dung phân tích ở trên video mang quan điểm của cá nhân hồng lê chính vậy nên là nhà đầu tư của chúng ta sẽ cân nhắc ở trước khi xem và trước khi áp dụng với một cái góc nhìn với một cái quan điểm đó là gì chúng ta À, có rất nhiều các cái nguồn thông tin à, có rất nhiều các cái nguồn hỗ trợ ở trên thị trường à, từ các trang mạng từ các mạng xã hội rồi từ các chuyên gia tư vấn thì chúng ta sẽ à, tổng hợp lại làm sao đó để chúng ta có được những cái góc nhìn à, tốt nhất tối ưu nhất ở trong cái quá trình đầu tư thôi còn bản thân cá nhân hùng lê thì cũng, cũng không có À, không có một cái ý gì cả không gọi là cũng không 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 có, có 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 gây tổn hại gì đến cho anh chị em nhà đầu tư cả và với một cái mong muốn là những cái góc nhìn của cá nhân ông lê thì sẽ giúp cho các anh chị em à, có thêm một cái cách nhìn đa chiều à, hiểu thêm về cái sự vận hành của thị trường thế thì à, trước khi mà chúng ta đi vào cái nội dung chính của bản tin tuần này thì cũng có một cái sự trao đổi với các anh chị như sau thì như chúng ta cũng đã có phân tích ở trong các cái bản tin tuần trước đúng không ạ từ phiên giao dịch của ngày 10 tháng 7, tại thời điểm đó thì chỉ số VN index chúng ta tiệm cận đến cái vùng 1.297 đến vùng 1.300 điểm là cái ý thứ nhất đó là cái vùng diện vùng cản tâm lý. cái ý thứ hai nữa là thị trường của chúng ta cũng đã có một cái mức tăng khá là tích cực từ phiên giao dịch ngày 1 ngày 2 tháng 7 cho đến phiên ngày 10, tức là trải qua một tuần à, 10 phiên giao dịch ví dụ như vậy. Thì chúng ta cũng thấy rằng là gì? Một số các cái mã cổ phiếu đạt được những cái target kỳ vọng và nhà đầu tư họ mang hàng ra họ chốt. Thì kể từ đó thì Hùng đã phân tích và tất cả những cái lý thuyết về phân tích về thị trường chúng ta dựa vào cái tâm lý hành vi của nhà đầu tư, dựa vào dòng tiền, dựa vào cái sự luân chuyển dòng tiền ở trên thị trường để chúng ta dự báo à như vậy với tín hiệu tạo của thị trường đóng cửa như này hoặc là tín hiệu real time như thế này thì nó tích cực hay là nó tiêu cực để từ đó chúng ta dự báo được những cái xu hướng về cái cách vận hành của thị trường đó và kể từ phiên giao dịch ngày 10 tháng 7 thì chúng ta thấy rằng là à, cái tín hiệu dòng tiền chờ bán bắt đầu à, có những cái xu hướng tăng lên à, điều đó cho thấy rằng là gì nhà đầu tư của chúng ta đang có những cái à, hành động hoặc là nhà, nhà đầu tư đang có những cái xu hướng để chốt lãi cổ phiếu à, những cái vị thế của cổ phiếu điều đó đã khiến cho chỉ số vn của chúng ta à, đã có một cái mức giảm từ khoảng vùng 1297 và trong tuần vừa qua đó, trong tuần vừa qua thì đã có những cái điểm mà về đến suy soát ở vùng 1255, 1256 và có cái độ rút chân đi lên. Đó, vậy thì cái lý thuyết của dòng tiền ở trên thị trường thì nó sẽ bao phủ hết tất cả mọi cái nội dung chúng ta phân tích các anh chị ạ. Chúng ta có nói trời nói đất gì, à, tuy nhiên là trong cái lòng của thị trường, trong cái tâm lý hành vi của nhà đầu tư mà chúng ta không nắm được thì như vậy là chúng ta cũng sẽ rất là khó. Và như đã có chia sẻ với các anh chị em rồi, à, bộ ba tham nội chung của thị trường nó giống như một cái xương sống À, như một cái trụ cột các anh chị như trụ cột xuống thống và khi chúng ta phân tích được chúng uh, đúng đủ hoặc là sát với xu hướng của bộ ban tham số này thì như vậy là các cái vị thế mà chúng ta cầm nắm cổ phiếu thì như vậy là nó cũng sẽ diện nó cũng sẽ ok đúng không ạ và nó chúng ta tránh được những cái sự rủi ro nó trong cái trường hợp mà uh, thị trường chúng ta có các cái điểm sọc hoặc là uh, khi thị trường chúng ta gặp các cái điểm kháng cự thì các anh chị lưu ý là một phần uh, cổ phiếu chúng ta có thể chốt bớt hoặc là với những cái vị thế mà chúng ta đang full mặc din ví dụ như vậy và khi chúng ta xuất hiện à, nhìn thấy rằng là, à cái tín hiệu dòng tiền trời bán hoặc là à, cái tâm lý hành vi của nhà đầu tư ở trên thị trường họ bắt đầu họ canh để họ chốt thì như vậy à cái thời điểm đó thì các anh chị của chúng ta cũng sẽ nên ra nên hạ bớt cái tỷ trọng mặc xin xuống đó vậy thì đó là những cái cách để chúng ta à, thiên biến vạn hóa ở trên thị trường còn trên thị trường thì cũng không ai có thể giám sát được một cái điều gì ở một trăm trăm đâu các anh chị nhá và với quan điểm kiến thuật cá nhân đồng lê thì dự báo là tuần tới thị trường của chúng ta sẽ có xu hướng tạo đáy ở phiên giao dịch của ngày thứ hai hoặc là ngày thứ ba một trong hai phiên đó và và thị trường nó sẽ test cung dung rũ xong và khả năng một trong hai phiên đó thị trường sẽ tạo đáy và bắt đầu xu hướng phục hồi đi lên thì đó là dự báo sớm còn đương nhiên trong phiên giao dịch của ngày thứ hai và thứ ba tuần tới căn cứ tín hiệu real time và tín hiệu kết phiên thì như vậy cũng sẽ có tiếp các cái bản tin cập nhật và các anh chị lưu ý là chúng ta có thể theo dõi tất cả những cái bản tin đó ở trên các mạng xã hội đều có hết tất cả các mạng xã hội đều có up lên. Thì anh chị có thể đăng ký kênh và chúng ta theo dõi chỉ số VN Index uh, từ phiên giao dịch ngày 2 đến ngày 19 thì uh, uh, thứ nhất là như chúng ta cũng đã có phân tích dự báo khi vào phiên giao dịch ngày 12 đúng không ạ? Chỉ số VN của chúng ta sẽ có gắt tăng lên vùng 1290. Và trong tuần vừa qua hàng ngày uh, chúng ta đều có những bản tin và các cái điểm test cung tích lũy ví dụ ở vùng 1275, vùng 1268 đến vùng 1270 và <laughs> sau đó thì chúng ta có uh, các cái điểm diện, Các cái điểm test cung về ở khoảng quanh vùng 1260. Uh, các anh chị uh, chúng ta có thể xem lại những bản tin và phiên giao dịch của ngày 19 thì như chúng ta dự báo rồi chỉ số VN Index chúng ta sẽ có cái gáp tăng nhẹ lên ở khoảng quanh vùng 280 và sau gáp tăng đó thì các anh chị nhìn thấy có bốn cây nến giờ ở chỉ số VN Index của chúng ta tiếp tục quay về test cung chỉnh nền Thế thì các cái điểm test cung thì chúng ta đã phân tích rồi. Một là nó sẽ test về ở đâu ạ? Vùng 1268 điểm. Còn điểm sâu hơn thì đương nhiên ở chỉ số VN chúng ta có thể tiếp tục quay lại ở vùng 1260. Và cây đến giờ kết thúc phiên ngày hôm nay thì có thời điểm là gì? Ở VN của chúng ta test sát đến vùng 1260, rút chân lên được ở đến vùng 1265 điểm ở đây, hình thành một cây nến búa với bóng trên và bóng dưới tương đối cân bằng nhau. tuy nhiên nếu chúng ta xét tổng thể của phiên ngày hôm nay thì như vậy là nó đã lấp và nó đã test lại à, nó gần như nó test lại cái mút đến ở à, các anh chị của trong phiên giao dịch của ngày 18 à, với đà hiện tại như thế này thì chúng ta dự báo là gì vào phiên giao dịch của ngày thứ hai tuần tới chỉ số VNI của chúng ta dự kiến sẽ tiếp tục có gáp tăng lại ở khoảng quanh vùng 1275 điểm ở đây tức là gì cái kịch bản là chúng ta sẽ tiếp tục dự báo là gì ở VNI &E sẽ tiếp tục gáp tăng ở đây và sau gáp tăng đó thì nó sẽ test điểm test khỏe thì nó sẽ test về vùng 1,265 điểm sâu hơn thì có thể là gì thị trường của chúng ta tiếp tục có những điểm test về dâu nến tức là một điểm test điểm test thứ hai và có thể trong tuần tới phiên giao dịch của ngày thứ hai hoặc ngày thứ ba thị trường chúng ta tiếp tục test về vùng 1255 1256 và vùng 1260 ở đây test đi thành công và đảo long thì đó có thể sẽ là cái thời điểm cuối cùng mà thị trường của chúng ta sẽ bắt đầu À, phục hồi để quay trở về à, xu hướng à, tăng điểm các anh chị nhá. Và trong cái xu hướng tăng điểm đó thì đương nhiên rồi, à, chúng ta sẽ à cái target đầu tiên thì chúng ta sẽ hướng đến vùng 1285 đến khoảng quanh vùng 1290. À, bây giờ chúng ta cùng nhìn đối với chỉ số VN30 từ phiên giao dịch ngày 12 đến ngày 19 thì à, đối với phiên giao dịch ngày 12 thì các anh chị cũng có thể nắm được các cái nội dung rồi, chúng ta đã có dự báo các cái điểm à, gáp tăng ở đây. Và À, sau đó thì chúng ta cũng đã dự báo các cái điểm à, test cung ở vùng 1300, một vùng 21295 và vùng 1290. Và đặc biệt là trong cái phiên giao dịch kết thúc cái phiên giao dịch của ngày 15 thì như cũng đã có phân tích vùng đã có vẽ một cái biểu tượng nến. Tức là gì? Có thể là có những cái thời điểm là chỉ số VN30 chúng ta thủng qua vùng 1290. Tuy nhiên, à, chúng ta sẽ cần các cây nến theo cái mô típ đó là râu nến dưới dài và điểm nóng nến cao nhất phiên. Thì ở đây các anh chị cũng nhìn thấy nhé, đây cũng là một cây nến rút chân này. Đó, rồi đây cũng là một cái biểu tượng nến à cây nến rút chân test về vùng 290 và rút chân lên và đây cũng như vậy à, à test về và rút chân lên và có thể cây nến trong cái nến trong phiên giao dịch ngày bài thì cũng test sâu và rút chân lên. Đó. Vậy thì khi mà thị trường chúng ta liên tục à, xuất hiện những cái cây nến như vậy à xuất hiện liên tục những cây nến như vậy thì đó cũng là cái thời điểm để chúng ta dự báo rằng à như vậy thì thị trường chúng ta có thể à, à đã test đáy và à có thể phục hồi à để đi lên. Đó, anh chị lưu ý như vậy. Thì đối với chỉ số VN30 trong tuần vừa qua, về cơ bản là test thành công ở vùng 1290, đúng không ạ? À, đây, các anh chị, ở phiên ngày 18, test 1290 và rút chân lên. Và cũng có một cái target kỹ thuật tuần ở vùng 1320 đến vùng 1325. Đó, tức là vừa có hỗ trợ dưới và vừa có cản trên. Đấy, thế thì uh, phiên giao dịch của ngày 19, thì như chúng ta phân tích rồi, đúng không ạ? À, VN30 gắt tăng lên vùng 1310 và khuyến mại thêm cho anh chị 4 điểm nên vùng bốn và sau đó đi lấp gáp à, các điểm lấp một là lấp về vùng 300 không hay là vùng 1295 đấy thì như vậy là chúng ta nhìn thấy là vùng 1295 đến vùng 1300 đã trở thành cái điểm hỗ trợ khá là tích cực ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay kết phiên ở vùng 302 với một cây nến đô doji phục hồi và rút chân lên như vậy với đà hiện tại chúng ta tiếp tục dự báo điều gì vn30 sẽ có tiếp tục cắt tăng lên vùng 1310 test tích lũy ở vùng 1300 điểm sâu hơn vùng 295 đó, tạm thời thì VN30 dùng chỉ dự báo ở hai mốc này, còn chúng ta cũng chưa tính toán đến những cái thời điểm mà gì, ở chỉ có VN30 có thể test về lại vùng 1290. Nhưng nhìn chung ở vùng 1290 thì vẫn là cái biên hỗ trợ cái tuần của chỉ số VN30. Test như thành công. Như vậy mục tiêu chúng ta sẽ tiếp tục ngắm về cái vùng cảng kỹ thuật ở vùng 1320 và xa hơn sẽ là vùng 1325. Bây giờ thì anh chị em chúng ta sẽ nhìn chỉ số VN30 ở trên chart kỹ thuật ngày thì như ông đã có phân tích chia sẻ về mặt quan điểm đến thời điểm hiện tại thì uh, bộ ba tham số chung của thị trường của chúng ta vẫn đang nằm ở trong kênh xu hướng uptrend trung hạn các anh chị à, vẫn đang nằm nhá. Các anh chị chưa có vấn đề gì cả. Và cái cả kỹ thuật của chỉ số VN30 ở vùng 1340 và uh, chúng ta đã có các cái nhịp xung uh, rũ và nhịp test à uh, test lại đáy. Đó thì cái nhịp gần nhất đây là vùng 1265 1266 và hiện tại thì chúng ta đang kỳ vọng là chỉ số VN30 chúng ta sẽ test thành công ở trên vùng 1290 và rút chân đi lên để hướng về vùng 1340. Thì các anh chị nhìn thấy ở đây là chúng ta bắt đầu xuất hiện các cây nến à, các cây nến test về vùng 1290 và rút chân lên và các cái râu nến dưới khá là dài. Mặc dù cái sự kỳ vọng ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì kỳ vọng là cây nến đóng tuần à, chỉ số VN30 chúng ta sẽ đóng lên ở trên vùng 1312. À, có thời điểm thì về mặt lý thuyết là VN30 chúng ta đã có vùng 1314 các anh chị, tức là đã trên vùng 1312. Tuy nhiên đóng cửa thì nó không giữ được cái mốc cao nhất ở trong phiên. Đó và sau những cây nến rút chân như này thì chúng ta cần những cây nến hammer để chúng ta xác nhận. Đó thì có thể là trong tuần tới thì có thể là thị chỉ, chỉ số VN30 của chúng ta nếu xét ở đến dạng kỹ này, kỹ tuần này. Thì vẫn có thể test lại ở vùng 1290 và điểm 1290 sẽ là điểm kỳ vọng mà gì? Ở trong nhịp này thì chỉ số phải à VN30 chúng ta sẽ rút chân và đi lên để ở uh, hướng về cái vùng cản kỹ thuật 1320, 1325 và sau đó đến vùng 1340 ở trên chạc kỹ thuật ngày. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích chỉ số VN30 F1M ở trong tuần vừa qua phiên giao dịch từ ngày 12 đến ngày 19. Thì đối với chạc kỹ thuật của Phái Rinh chúng ta phân tích ở trên chạc kỹ thuật 15 và các cái nội dung phân tích chi tiết ở trong tuần thì rất là cụ thể các anh chị rất cụ thể luôn bài bản và rất cụ thể dự gáp tăng ở đâu và test về ở mức nào thì tất cả nó đều có ở các cái bản tin hàng ngày Thế thì trong tuần vừa qua, chỉ số phá sinh của chúng ta cũng có một điểm đánh lên ở vùng cảnh thuật 1320, 1325. Đồng thời thì chỉ số phá đinh của chúng ta cũng có các điểm test về vùng 1290. Các anh chị nhá như vậy là phá sinh. Tất nhiên là trong cái phiên giao dịch của ngày 18 có thời điểm là gì phá sinh của chúng ta thủng qua vùng 1290. Tuy nhiên, cái cây nến thủng này nó chỉ là cây M5 thôi. Và ngay lập tức sau đó thì cái điểm đóng nến của cây M5 này vẫn rút chân lên trên vùng 1290. Điều đó cho thấy rằng là cái điểm 1290 đã trở thành một cái biên hỗ trợ kỹ thuật uh, tương đối là tích cực của chỉ số phá Sinh ở trong cái thời điểm ngắn hạn. Uh, đối với phiên giao dịch của ngày 19 thì đây các anh chị chúng ta cũng đã có cái sự phân tích rất là cụ thể và chi tiết đó là gì? Uh, phá Sinh sẽ tạo gáp tăng lên vùng 312 thì trên thực tế là phiên giao dịch ngày hôm nay sau gáp tăng thì nó kéo lên ở vùng 1310, tức là nó chưa test và đến uh, đến, đến 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 phiên chiều. Đến phía chiều tức là sau khi mà chạm về đến vùng 1310 thì phá sinh của chúng ta bắt đầu lụi lụi, lụi dần và như vậy là à, lùi sát điểm điểm test 1 ở vùng 1295 và điểm test 2 ở vùng 1290. Thì trên thực tế là à, phá sinh của chúng ta test ở trên vùng 1295 cộng và có độ rút chân trước cây cây nến ATC lại lùi lại vùng 1297. Như vậy với cái góc độ kỹ thuật hiện tại của chỉ số phá sinh chúng ta dự báo rằng à, phá sinh sẽ hướng về khoảng quanh vùng 1303 đến vùng 1305. Ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai tuần tới và sau đó sẽ tiếp tục test và các điểm test kỹ thuật ở vùng A95 1290, test như thành công đảo Long thì cái target kỹ thuật ngắn hạn ở trong thời điểm này chúng ta vẫn tiếp tục hướng anh chị chúng ta vẫn tiếp tục hướng về vùng 1310 đến khoảng quanh vùng 1315. Ok anh chị nha Thì đó là một vài các cái thiên hướng kỹ thuật của chỉ số phái sinh, chỉ số VN30 và chỉ số VN Index chúng ta dự báo sớm ở phiên giao dịch của thứ hai tuần tới thế thì về mặt về về mặt chuyên môn và kỹ thuật thì như cũng đã có phân tích ngay từ đầu phiên rồi đúng không ạ chúng ta dự báo là thị trường của chúng ta sẽ có xu hướng uh, test tích lũy hình thành nhịp phục hồi có thể là chân sóng uh, phục hồi tế cộng thì nó sẽ xuất hiện ở trong phiên giao dịch của ngày thứ hai hoặc là ngày thứ ba của tuần tới phần thứ hai chúng ta sẽ bắt đầu đi view ở các cái danh mục cổ phiếu khá là cơ bản ở trên thị trường MVDG trong tuần chúng ta dự kiến vùng chỉnh kỹ thuật 64 và hướng về vùng 67 trên thực tế thì trong tuần vừa qua thì nó cũng khá là bung biên ở trong phiên giao dịch của ngày 17 anh chị nhé đó thì về lý thuyết là MVDG có điểm test về ở vùng 62 63 và max thì nó lên được khoảng quanh vùng 66.5 trên cái mốc mốc target khoảng quanh vùng 67 đối với xu hướng của MWG hiện tại thì đang khá là tích cực ở trong phiên giao dịch ngày 18-19 sau các điểm kéo thì như vậy là nó test lại vùng 65 có thể tuần tới thì nó sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 64 đến khoảng vùng 64.5 đó dự báo nó sẽ test ở vùng này à, test đi thành công thì target kỹ thuật của MWG chúng ta vẫn hướng về vùng 67 cổ phiếu Mansan ở trong tuần dự kiến là vùng test cung chỉnh nền ở vùng 73.7 và đến phiên giao dịch ngày 17 thì Mansan xuất hiện một cây nến giờ thủng qua vùng hỗ trợ do đó thì nó sẽ phải lùi lại. Tiếp theo ở điểm hỗ trợ kỹ thuật của tuần tới sẽ là vùng 69 đến khoảng quanh vùng 70. Ở đây thì man san bắt đầu có hình thành được những cái điểm gì các anh chị? Ở đây có hình thành được các cái điểm à, tích lũy. Tức là chạm xuống, bật lên và chạm xuống như vậy thì có thể là man san sẽ có cái điểm tích lũy ở khoảng quanh vùng 69 đến 70. À, kỳ vọng trong quá trình phục hồi thì như vậy điểm à, phục hồi thứ nhất thì nó phải phục hồi lại cái điểm 72.5 và sau đó sẽ hướng về vùng 74. BVH ở trong tuần vừa qua thực hiện động tác công vùng cản kỹ thuật và như chúng ta cũng đã có phân tích đó là gì? À, cái vùng cản kỹ thuật của BVH đó là vùng 47 đến vùng 47.5 Ở à, đây các anh chị 47, 47.5 đó và có điểm test tích lũy ở vùng 45.5 đến khoảng vùng 45 thì nó chạm 45.5 đây nó hồi và chạm vùng cản bản chất ở đây Thì uh, phiên giao dịch của M19 ngày, ngày hôm nay thì tiếp tục lo lên vùng 47 và um, các cái cây nến kết thúc phiên thì nhìn như thế này thì nó không được happy cho lắm cho nên là tuần tới sẽ tiếp tục ở vùng 45. Trong trường hợp nếu như mà BVH bị thủng vùng hỗ trợ kỹ thuật 45 thì có thể hướng về khoảng quanh vùng 44. Thì căn cứ tín hiệu Gen Time ở trong phiên thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta phân tích. Cổ phiếu Vinamilk như vậy là nó dự báo là test ở vùng 66 cản cái thuật ở vùng 67 đến vùng 67.5 thì ở đây có một cái cây nến ở trong phiên giao dịch của ngày đầu ngày 15 thì như vậy là Vinamilk có một cái điểm đẩy lên sát ở vùng 67 và sau đó thì nó tiếp tục quay trở về test cung à, tích lũy và ở trong phiên giao dịch ngày 17 thì Vinamilk bị mất hỗ trợ vùng 66 và nó lùi lại nó test lại cái chân chân sóng ở vùng ở phiên giao dịch ngày 1 ngày 2 tháng 7 anh chị nhé Tức là ở vùng 65 đến khoảng quanh vùng 65.3 và tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục phân tích ở điểm này khả năng về góc độ kỹ thuật với cái góc độ tín hiệu mà như không có dự báo thì phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba tuần tới thị trường sẽ tạo đáy để phục hồi đi lên cho nên là à, tất cả các cái mã cổ phiếu thì khả năng nó cũng chỉ sẽ tỷ tích lũy ở quanh những cái biên mà hỗ trợ chúng ta phân tích ở trong tuần này à, cổ phiếu G. G cũng là một mã cổ phiếu trụ được à, lọc ra phân tích ở trong cái thời gian vừa qua và hiện tại thì JZ cũng đang đạt được những cái target kỹ thuật à, tích cực đúng không ạ trong tuần vừa qua chúng ta dự báo nó sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 69 đến vùng 70 và tăng các kỹ thuật ở vùng 74 thì trên thực tế là Duy có thời điểm đã vượt suy uh, soát lên đến vùng 76 các anh chị nhé tức là vùng 74 đến vùng 74.5 ở đây đó chính là cái tác kỹ thuật mà chúng ta có phân tích và sau đó thì Duy bắt đầu test lại trả trả cung trở lại thì uh, trong phiên giao dịch ngày 17 test lại vùng 70 và hiện tại ở đây các anh chị sau một cây nến phục hồi thì nó đang có xu hướng test lại cho nên khả năng là tuần tới Tuần tới thì chúng ta cũng sẽ phải đo thêm cái động lượng của G có thể là trong trường hợp nếu G tích cực thì nó cũng test về khoảng vùng 69 đến khoảng vùng 70 nhưng mà trong trường hợp mà nó đạp sâu sâu hơn một tí thì rất có thể là sẽ về ở khoảng quanh vùng 68 thì các anh chị sẽ quan sát ở đây. Và test nếu thành công thì như vậy là target kỹ thuật ở trong thời điểm ngắn hạn thì G khả năng vẫn tiếp tục quay trở về vùng 74 đến khoảng quanh vùng 74.5. nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp mã cổ phiếu KBC dự test điểm 128.5 và điểm 2 ở vùng 27.8 thì đến phiên giao dịch ngày 17 là KBC có một cây nến giờ và sau cây nến giờ đó thì có điểm phục hồi và nó quay trở lại test cho nên tuần tới điểm 27 à, dự kiến sẽ test lại ở điểm 27 điểm sâu hơn sẽ là vùng 26.5 tại đây thì các anh chị chúng ta sẽ quan sát để chúng ta đánh giá xu hướng phục hồi quay về vùng 28.5 đến khoảng quanh vùng 29. SSC ở trong tuần chúng ta dự kiến điểm test kỹ thuật ở vùng 39 đến vùng 39.5 và target thì dự kiến sẽ hướng lại ở vùng 41 đến vùng 41.3 à, Tuy nhiên trên thực tế thì chỉ có cây nến tích cực nhất ở phiên giao dịch ngày 16 được đẩy lên ở khoảng quanh vùng 40.7 và sau đó thì à, SSC cũng chỉnh cung theo với cả xu hướng toàn thị trường nó có điểm test 37.5 và phục hồi cho nên là tuần tới thì khả năng ở điểm 37.5 đến khoảng vùng 38 à, nó sẽ tiếp tục test tích lũy về đây và test tích lũy thành công ở điểm này. Thì như vậy chúng ta sẽ tiếp tục dự báo về cái khả năng SSC à, sẽ quay trở lại khoảng quanh vùng 40. IDC thì ở trong tuần vừa qua mới bắt đầu xuất hiện một cái nhịp rung à, rũ còn các tuần trước đó thì gần như nó cũng đang đi à, khá là tích cực ở trên vùng 61+. Cộng. Thế thì trong tuần chúng ta có phân tích cái điểm chỉnh cung thứ nhất đó là điểm 60.7 và điểm chỉnh cung thứ hai đó là điểm 60. Thì các anh chị nhìn thấy là khi về đến vùng 60 thì IDC nó cố gắng nó tích lũy. À, tuy nhiên các cái điểm tích lũy của IDC thì nó bị thủng ở trong phiên giao dịch ngày 17. Cho nên là nó sẽ lùi lại. Ở phiên ngày 18 19 thì hiện tại thì chúng ta đang có cái vùng 58 đến vùng 58.5 nó cũng phù hợp với cái điểm chân sóng của thị trường ở phiên giao dịch ngày 1 ngày 2 tháng 7 và đây đang là những cây nến giờ tích cực. Tức là sau một cây đến giờ đây các anh chị nhé bốn cây đến giờ đầu tiên là nó test ở vùng 58 58 2 đẩy lên đến vùng 50 à, đẩy lên ở vùng 60 và bắt đầu quay trở lại về test lại vùng 58.5 và đây hai cây đến giờ kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay ở nó cũng tương đối là lạc quan cho nên tuần tới tuần tới thì dự báo có các cái điểm test thì cũng có thể là quanh vùng 59 đến khoảng vùng 58.5 test tích thành công thì như vậy là ta kỹ thuật lại hướng về khoảng quanh vùng 61 cổ phiếu VGC ở đây trong tuần vừa qua chúng ta dự kiến ở vùng 52.5 52 đây thì các anh chị nó test tích lũy đến tận phiên giao dịch ngày 17 cơ đó và test tích lũy thành công và điểm ta các cái thuật ở vùng 53.5 đến khoảng vùng 54 thì đây là lên được đến vùng 53.7 sau đó thì svgc VGC bắt đầu có một phiên rơi và nó cũng rơi ở trong phiên giao dịch ngày 17 và đặc biệt hiện tại thì chúng ta lại thấy rằng là vùng 50.5 đến vùng 50.7 Uh, nó test ở phiên 17 này, nó phục hồi lên và phiên này nó test và cây đến giờ kết thúc phiên với lực cầu uh, khá là tích cực như thế này. Thì chúng ta cũng thể dự báo uh, tuần tới trong trường hợp tích cực thì nó sẽ test về vùng 51 hoặc uh, điểm sâu hơn. Hoặc điểm sâu hơn thì sẽ ở khoảng quanh vùng 50.7 đây thôi. Đó, một hai cái điểm test sơ lắc ở đây. Và các cái thuật thì chúng ta lại tiếp tục hướng uh, về cả 53 đến khoảng vùng 53.5. Tip ở trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy rằng là điểm 24.8 đến vùng 25 test tích lũy thành công thì như vậy là hướng cả cái thuật 26 trên thực tế thì tiếp cũng đã có các cái điểm hướng long về sát vùng 27 và sau đó nó lại tiếp tục test đây các anh chị này phiên ngày 17 test này phiên ngày 18 test này và đến phiên ngày hôm nay thì cũng hai cây đến giờ hai cây đến giờ kết thúc phiên của tip thì tương đối là ổn như vậy tuần tới ở vùng 25.3 25.5 khả năng nó sẽ có những cái điểm test lại đây và target mục tiêu thì vẫn là vùng 27. Bất vùng 27 thì khi đó chúng ta sẽ tiếp tục phân tích các cái xu hướng hoặc là các target kỹ thuật tiếp theo. Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành thép thì đối với nhóm ngành này chúng ta cũng đã view qua ở những cái tuần ví dụ những cái tuần mà diện nhóm thép của chúng ta công về các cái vùng cảng kỹ thuật. Ví dụ như đơn giản là chúng ta nói đến Hòa Phát ở vùng 29.5 đến vùng 29.7 đến vùng 30 đúng không anh chị? Và trong tuần trước thì như vậy là nhóm thép cũng đã công về các cái điểm cảng kỹ thuật khá là cao. Thế thì trong tuần này chúng ta đã dự báo các cái điểm test tích lũy quay trở lại đối với nhóm thép thì đối với Hòa Phát chúng ta có dự ờ, báo ở cái điểm 28.2 đến vùng 28.4 và tuần này thì gần như là nó bắt đầu nó đi sideways ở cái điểm 28.2 28.4 anh chị nhá. Với cách uh, đóng nến ở trong phiên giao dịch ngày 18 và ngày 19 lên rồi xuống như vậy tuần tới khả năng quanh vùng 28 trong trường hợp mà Hòa Phát bị thủng vùng 28 thì chúng ta phải tính toán đến cái điểm test bút nến ở khoảng quanh vùng 27.6 đến khoảng vùng 27.5 cổ phiếu Nam Kim. Uh, trong tuần vừa qua, uh, chúng ta có dự báo cái điểm test tích lũy. Đây anh chị 24.3 24.5. Ta các kỹ thuật tùy hướng có lại vùng 26 và lên được đến khoảng vùng 25.85 thì như vậy là à uh, Nam Kim lại quay trở về test. Và đây này, chúng ta có điểm uh, phiên giao dịch ngày 17 nó test về vùng 24 xong rồi nó kéo lên và lại tiếp tục test về vùng 24. Khả năng thì à, ờ, đây cái điểm này có vùng 24.2 các anh chị nhé nên là tuần tới thì có thể là dự báo ở quanh vùng 24 24.2 còn trong trường hợp nếu Nam Kim à, chúng ta vẫn phải phòng trừ một cái trường hợp nữa là Nam Kim test thủng vùng 24 thì có thể là sẽ phải hướng về vùng 25.3 đến vùng 25.6 à 23.5 đến vùng 23.6 nó phù hợp với cái điểm tạo chân sóng của Nam Kim ở phiên giao dịch ngày 1 ngày 2 tháng 7 HSG dự báo ở vùng 24.5 24.7 test tích lũy thành công thì target 1 ở vùng 25.5 và hướng về vùng 26. Trên thực tế thì à, nó test tích lũy được ở trong 3 phiên và đến phiên giao dịch của ngày 17 thì như vậy nó bắt đầu bị thủng ở vùng 24.5 và khi vùng hỗ trợ kỹ thuật 24.5 bị thủng thì nó sẽ lần lượt nó test các cái điểm hỗ trợ sâu hơn ví dụ vùng 24 23.5 và ở trong tuần vừa qua thì cái điểm sâu nhất mà HSG test về đó là dưới vùng 23 một tí tẹo ở đây và sau đó có điểm rút chân lên thì sau điểm test vùng 23 thì như vậy là nó tiếp tục có có các điểm kéo lên và bây giờ quay trở lại test cho nên tuần tới thì khả năng ở quanh vùng 23 23.3 đến khoảng vùng 23.5 các anh chị nhé à, Nó sẽ test tích lũy lại ở quanh vùng này test lũy thành công mục tiêu thì như vậy thôi chúng ta lại tiếp tục dự báo cái cảnh kỹ thuật của nó ở khoảng quanh vùng 25.5 VGS ở trong tuần dự báo vùng test 1 ở vùng 40.5 đến vùng 41 và uh, hướng lại cái vùng cảnh kỹ thuật ở đây đó là vùng 45 trên thực tế thì nó lên được khoảng vùng 43.5 và nó bắt đầu quay trở lại test chung với cả thị trường uh, nó chạm vùng 38 test lên uh, kéo lên đến vùng 40.5 và lại tiếp tục test lại vùng 38 như vậy tuần tới các anh chị lưu ý chúng ta sẽ tiếp tục quan sát thêm uh, cái tín hiệu duyên tham của VFGS ở vùng 38 test đi thành công ở vùng này thì sẽ phục hồi lại và các điểm phục hồi đó sẽ là vùng 40.5 đến vùng 41. Trong trường hợp thủng vùng 38 thì chúng ta phải tính toán cái điểm uh, test lại ở cái chân sóng. À, các anh chị nhá uh, test lại ở chân sóng ngày 1, ngày 2 tháng 7. Tức là cái chân sóng đó thì nó hình thành được ở khoảng quanh biên 33.8 đến khoảng quanh vùng 34. Cổ phiếu TLH ở trong tuần vừa qua dự kiến test tích lũy ở vùng 8.1 để phục hồi. À, tuy nhiên phiên giao dịch ngày 17 thì vùng 8.1 bị thủng. Do đó thì nó sẽ lùi lại thôi. Vùng 7.5 đến vùng 7.6 và điểm test sâu nhất là vùng 7.6 phục hồi đi lên. Và hiện tại thì chúng ta đang có các cái điểm test tích lũy ở khoảng quanh vùng 7.8. Như vậy tuần tới thì dự báo có thể là à, nó sẽ có những cái điểm test ở quanh vùng 7.6 đến khoảng vùng 7.7 test lũy thành công. Thì target ngắn hạn vẫn là vùng 83, 8.5. Và hiện tại thì à, chúng ta thấy rằng là cái điểm 8.5 cái điểm 8.5 một tlh thì nó tương đối là khoai và cổ phiếu đã mất đã khá nhiều thời gian và đến thời điểm hiện tại thì nó vẫn chưa thể vượt thoát qua cổ phiếu và nhóm ngành chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản dân cư thì đến thời điểm hiện tại là như các anh chị em cũng biết rồi nhóm ngành bất động sản dân cư thì như vậy là chúng ta cũng chưa có cái thành quả và trong cái thời gian vừa qua thì nhóm ngành này chưa có dòng tiền chính vậy nên là nó chưa thể phục hồi nó thể tăng được và với tinh thần hiện tại thì khả năng là nhóm ngành bất động sản dân cư sẽ test lại chân sóng ngày 1 ngày 2 tháng 7. Tức là từ ngày 1 ngày 2 tháng 7 thì bất động sản dân cư có một cái sự phục hồi nhẹ, đâu đó khoảng từ 3 đến 5% và đến nhịp sóng này, đến nhịp chỉnh cung này thì như vậy là xu hướng sẽ test lại cái chân sóng ngày 1 ngày 2 tháng 7, anh chị lưu ý như vậy. Và tất cả các mã cổ phiếu của bất động sản nhé, anh chị nhé sell à, chúng ta dự kiến ở vùng 7.2 và dự kiến phục hồi ở vùng 18 sau đó là vùng 18.5 trên thực tế thì nó tích lũy ở vùng 7.2 đến phiên giao dịch ngày 18 và đến phiên ngày hôm nay thì nó phải lùi lại vùng 16.5 à, có những cây nến này tuy nhiên những cây nến này là những cây nến gọi là những cây nến ảo anh chị nhé thì ở đây là tuần tới lại 16.5 điểm sau sẽ là 16 khả năng sell sẽ có các cái điểm test lại ở quanh đây à, kỳ vọng test thì bị thành công đảo lo thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích cái xu hướng phục hồi về lại khoảng quanh vùng 18 Hà Đô trong tuần HDG dự kiến vùng test tích lũy ở vùng 30.8 đến khoảng quanh vùng 31 ta các kỹ thuật dự kiến ở vùng 33.5 và lên được đến vùng 33 thì phiên ngày 17 nó test lại ở đây hiện tại thì vùng 29.5 đến vùng 30 đang hỗ trợ giá tích cực nhịp long 1 và nhịp test 2 ở uh, phiên ngày hôm nay thì vẫn uh, nó vẫn test được cái vùng 29.7 đến vùng 31 đó và đóng cửa đúng vùng 31 các anh chị nhé nên tuần tới thì có thể là vùng 30.5 nói chung là 30.5 ở đây có thể là nó test lại đây kỳ vọng test tiếp đi thành công thì target ở tuần tiếp theo chúng ta vẫn tiếp tục dự báo ở vùng 33 đến khoảng vùng 33.5 cổ phiếu HDC như vậy là sau một cái nhịp phục hồi thì như vậy HDC đã trả hết lại tất cả những cái điểm phục hồi uh, kể từ chân sóng ngày 1 đến ngày 2 tháng 7 sự kiến ở điểm test cái thuật 3 29.7, 29.8 đến vùng 30 và hồi lên vùng 31. Tuy nhiên trên thực tế thì như vậy là không có hồi được anh chị nhá. Test về đây và sau đó thì cổ phiếu bị thủng ở vùng 29.7, xu hướng test về vùng 28 đến vùng 28.3, tức là nó test lại chân sóng 1 đến ngày 2 tháng 7 vừa qua. Như vậy thì tuần tới tiếp tục dự báo ở vùng 28 28.3, chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ở vùng này. Trong trường hợp đi thành công thì chúng ta sẽ hướng về ở khoảng quanh vùng 30 cổ phiếu Nam Long NLG ở trong tuần vừa qua thì chúng ta cũng thấy rằng là có các điểm kéo gáp tăng và cũng có các điểm test ở đây thì chúng ta nhìn thấy này 42.5 đến 42.7 đúng không ạ test tích lũy ở đây và bản chất thì phiên giao dịch ngày 12 và ngày 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 ngày, ngày 12 à, ngày, ngày ngày 15 xin lỗi các nhà ngày 15 thì như vậy là chúng ta cũng đã có các cái điểm gọi là test sát đến vùng 43 và các anh chị nhìn thấy đây nhé, Đó, test lên và chúng ta có target 44 và hướng về vùng 45 trên thực tế thì nó đi được đến nó đi được đến các anh chị nhé, nó đi được đến đến đâu nhỉ, đến đến đến, đến 44.5 nó đi được vùng 44.5 trước khi mà có cái sự chỉnh cung và đây là một cái một gọi là cái sự rung rũ tương đối là mạnh kể từ chân sóng ở đây là ngày 1 ngày 2 tháng 7 thì như vậy 55 có điểm tích lũy ở vùng đây anh chị và nó sẽ test lại chân sóng 40.5 đến vùng 40.7. Và nó lên được vùng 45 và nó lại tiếp tục quay lại ở vùng 40.5 đến vùng 40.7 và khả năng tuần tới thì 55 sẽ tiếp tục test ở điểm này. Đó test lên thành công đảo long thì như vậy là cái target ngắn thì chúng ta sẽ hướng về vùng 43. KDH ở trong tuần vừa qua chúng ta cũng dự báo ở vùng 30 37.7 đến khoảng vùng 38. Và nó tích lũy được ở trong hai phiên giao dịch và đến phiên giao dịch ngày 17 thì như vậy là KDH bị thất bại ở vùng 37.7 và do đó thì nó sẽ lùi lại ở đây các anh chị này và với các dâu nến dưới khá là dài và nó đang có những điểm test lên à, cho nên là chúng ta sẽ kỳ vọng KDH ở vùng 35.7 đến khoảng quanh vùng 36 tức là chúng ta dự báo thấy khả năng KDH ở trong tuần tới nó sẽ test tích lũy thành công ở vùng này đó và mục tiêu thì sẽ hướng lại cảng kỹ thuật ở vùng 38 Đạt Phương vẫn là một mã cổ phiếu khỏe của nhóm ngành bất động sản khi mà tuần này à, nó chính thức đạt target kỹ thuật 62 trên 62. Cái gì 62 trên 62 và nó cũng có các cái điểm test tích lũy thành công à, ngay từ đầu tuần, tức là nó không test về đến cái biên hỗ trợ các anh chị mà sau khi nó hoàn thành cái target vùng 62 thì nó mới bắt đầu xoạc. Đây, điểm này nó bắt đầu xoạc. Và phiên giao dịch của ngày 17 thì như vậy là nó sọt thủng qua vùng ở đây đó là vùng 56.7 đến khoảng quanh vùng 57 và nó tiến về vùng 55 và khả năng nó với cái 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 đà hiện tại như này thì chúng ta sẽ có hai cái dự báo một là tích, tích, cực thì nó sẽ test lại vùng 55 và nó đảo long để hướng lại vùng target 60 hai là nó test lại chân sóng ngày 1 ngày 2 tháng 7 tức là nó sẽ có cái điểm ở 53.5 ở đây đó thì các anh chị lưu ý nhé ở trong cái quá trình chúng ta bắt đáy thì chúng ta phải lựa lựa để chúng ta phân bổ cái sức lực của chúng ta Dg trong tuần vừa qua thì nhìn chung xu hướng chủ đạo là chỉnh giảm và dg đã có một cái cây giảm ở trong phiên giao dịch ngày 17, ngày 18 tương đối là mạnh. Dự kiến test tích lũy ở vùng 26, 26.3 đây và phục hồi. Tuy nhiên đến phiên giao dịch ngày 17, các anh chị thì dg xuất hiện một cây nó thủng qua vùng 26 và do đó thì khi mà cái vùng hỗ trợ ở tuần 26 bị phá vỡ thì chúng ta sẽ phải dự báo ở vùng 23.5 và đến cái tín hiệu kết phiên ở trong phiên ngày 19 thì chúng ta thấy rằng là sau một cây nến giờ phục hồi thì nó lại có đến 5 cây đến giờ tiếp theo thì nó lại tiếp tục gì ạ? thủng cái cây đến giờ trước đó và lùi sát ở vùng 23.5 nên ở tuần tới chúng ta tiếp tục quan sát ở vùng 23.5 trong trường hợp tại đây nó phục hồi và nó hồi lên được vùng 25 thì như vậy là cái cơ hội để nó tích lũy trên vùng 23.5 là còn còn trong trường hợp nó tiếp tục xuất hiện các cây nến giờ đỏ và thủng qua vùng 23.5 thì như vậy là có thể là DG nhịp này sẽ phải lùi tiếp về cái điểm hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo của DG ở trên trạc phân tích đó là vùng 22 các anh chị nhé. Khá là sâu đấy. Cổ phiếu đất xanh ở trong tuần. Đây chúng ta có dự báo điểm 14, 14.2. Tuy nhiên trong phiên giao dịch ngày 17 thì như vậy đất xanh cũng bị gãy cái điểm 14. Do đó thì nó sẽ phải lùi lại và 13.2 phục hồi lên và xu hướng test lại cho nên tuần tới 13.2 đến vùng 3.5 tiếp tục test tiếp đi uh, test thành công ở vùng này đảo long thì như vậy là chúng ta sẽ hướng về cản kỹ thuật 14.5 cổ phiếu Novaland ở trong tuần vừa qua xu hướng chủ đạo thì cũng chưa có nhiều bước đột phá và chủ đạo vẫn là xu hướng giảm giá thì uh, đối với Novaland chúng ta có cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 13, 13, 2 và phiên giao dịch ngày 16 thì như vậy là gì Novaland bị thủng ở vùng 13 thì khi vùng 13 nó bị thủng thì nó sẽ hướng về vùng 12 và vùng 12 bị thủng thì nó sẽ tiếp tục hướng về vùng 11.5 đến khoảng quanh vùng 11.6 à, Chúng ta nhìn thấy là từ phiên giao dịch ngày 7, 18, 19 thì nó tích lũy ở vùng 12 Tuy nhiên cây đến giờ kết thúc phiên ở phiên ngày hôm nay thì như vậy là nó bị rơi qua vùng 12 Cho nên là có thể tuần tới sẽ ở khoảng vùng 11, 6, 11, 5 Xu hướng sẽ test về đây anh chị nhé, test tích lũy thành công à, Thì khi đó chúng ta mới tính toán được cái phương án là gì? Đảo chiều, đảo pha xu hướng và trong cái quá trình đảo chiều đảo phá xu hướng đó thì à, cái vùng 12.8 đến à, vùng 13 nó sẽ trở thành à, nó khi nó ở đây là hỗ trợ thì bây giờ khi trong cái quá trình phục hồi thì nó sẽ trở thành vùng cản kỹ thuật ngắn hạn của cổ phiếu này. Ở cổ phiếu PDR, PDR ở đây dự báo tích lũy ở vùng 20 23 23.3 23.5 để phục hồi lên vùng 24 năm. À, và phiên 16. Phiên 16 thì như vậy là PDR bị thất bại ở vùng 23 và khi thất bại vùng này thì như vậy rồi. Chúng ta đều nhìn thấy đúng không ạ? Hỗ trợ cao bị phá thì nó sẽ phải về đến vùng hỗ trợ thấp và vùng 20 đến vùng 20.15 sẽ là biên hỗ trợ cái thuật tiếp theo. Ở đây nó đang có chạm vùng 20 và nó đang rút chân nhẹ chạm 20 rút chân lại và ở đây đang có gọi là các phiên phân phối giảm của PDR Thế thì um, sau các cái phiên phân phối giảm đó thì chúng ta sẽ cần phải đánh giá thêm về mặt tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu này. Đó, đã đánh giá các anh chị nhé. Và chúng ta sẽ cần chờ thêm các cây đến giờ. Trong trường hợp tích cực thì nó sẽ xuất hiện các cây nến hammer xanh để đẩy lại quanh vùng 21 và nó sẽ test lại vùng 20 lần thứ hai. Còn trong trường hợp mà xấu thì nó sẽ thủng luôn vùng 20 và nó sẽ đi về ở các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật sâu hơn và có thể sẽ chỉnh xuống ở khoảng quanh vùng 18.5. Nhóm ngành chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành chứng khoán thì uh, trong cái thời gian vừa qua, uh, trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta thấy rằng là uh, nhóm ngành chứng khoán uh, cũng có một vai trò hết sức là quan trọng và kể cả từ chân sóng ngày 1 đến ngày 2 tháng 7 mà thị trường phục hồi được đến ở thời điểm hiện tại thì uh, nó cũng có cái công sức đóng góp của nhóm ngành chứng khoán rất là lớn ở trong cái tỷ trọng của chỉ số vn index VN30 và chỉ số phai sinh. VCI trong tuần chúng ta dự kiến ở vùng 47.5 và VCI chỉ lên được quanh vùng 48.5 thôi, chưa lên được vùng 49. Và tại đây thì như vậy là cổ phiếu bắt đầu test và phiên giao dịch ngày 17 thì nó test chung với cả thị trường thôi. Và ở đây chúng ta có điểm test 1, điểm test 2, có sự phục hồi và bắt đầu có những điểm test 3. Như vậy tuần tới kỳ vọng sẽ test ở vùng 47, 47.2, test đi thành công thì mục tiêu như vậy thôi. hướng về vùng cản thuật 48.5 đến khoảng quanh vùng 49. SSI dự báo ở vùng 34.5 và ta cắt kỹ thuật ở vùng 35.5. Trên thực tế thì trong tuần vừa qua ta cắt kỹ thuật mắc lên được vùng 35.2. Ở đây thì um, có một điểm test này, bật lên và quay trở lại test cho nên tuần tới sẽ ở tiếp tục uh, tiếp tục sẽ ở đây thôi các anh chị. Đó. Vùng 34.3 đến vùng 34.5. Đó vẫn là cái vẫn là cái biên hỗ trợ trong tuần vừa qua. Thì kỳ vọng test thì thành công ở đây thì mục tiêu chúng ta lại tiếp tục vùng 37 lên này, 35.5 thôi. HCM hiện tại thì đang hơi đuối hơn một tí so với nhóm ngành chứng khoán và đối với HCM ở trong tuần vừa qua các anh chị lưu ý chia, cho nên là tất cả những cái trạc kỹ thuật ở trước này này các anh chị nhìn thấy chưa là nó bây giờ nó 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 rời ra khỏi cái 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 nến rồi và hiện tại thì ông chỉ có chỉnh lại bắt đầu từ cái phiên giao dịch ngày 15 cho đến ngày 19 thôi. À, chúng ta bắt đầu một cái 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 cái, cái chu trình mới phân tích ở trên cái nền giá sau chia. Thì đối với HCM à, tuần vừa qua có điểm test ở vùng 25.5. À, rồi kéo lên và test lại, kéo lên và test lại, đây cho nên là tuần tới ở đây chúng ta có điểm 25.7 đến vùng 25.9, kỳ vọng test tích lũy thành công, điểm cả các tuần 27, 27.2, sao chia Cổ phiếu VND <laughs> VND trong tuần chúng ta dự kiến ở vùng 16.3 và đến phiên giao dịch ngày 16 nha thì VND bị mất vùng 16.3 cho nên là vùng hỗ trợ cao mà bị mất thì nó sẽ phải đi về đến cái vùng hỗ trợ sâu và tuần vừa qua thì phiên giao dịch ngày 18 test sát đến vùng 15 và bắt đầu có ba cây nến giờ phục hồi. Khả năng ba sau ba cây nến kéo thì nó lại test lại thôi các anh chị chưa chạy được đâu. Vùng 15.4 15.6 sẽ test lại đây, test đi thành công thì như vậy là nó sẽ hướng lại vùng 15.5. Đấy, đây là cản kỹ thuật và bứt được qua vùng 15.5 thì khi đó chúng ta phải phân tích lên đến vùng 17.2 đến khoảng vùng 17.4 FTS ở trong tuần vừa qua sự kiến cái điểm trả cung ở vùng 42.5 để hướng lại về vùng 45 Và trên thực tế thì đến phiên giao dịch của ngày 17 FTS bị mất hỗ trợ vùng 42.5 Sau đó tiếp tục mất hỗ trợ vùng 41.5 Tiếp tục lùi về 40 và điểm sâu nhất đó là vùng 39 đến vùng 39.3 Sau một điểm kéo lên test lại và cây nến giờ kết thúc phiên là một cây nến đỏ và nó lấp hết các cái nỗ lực trước đó cho nên tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục ở vùng 39 đến vùng 39.3 và tại đây thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát các cây nến giờ trong trường hợp tích cực phục hồi luôn thì như vậy là sẽ hướng về lại khoảng quanh vùng cản 41.5 còn trong trường hợp thủng vùng 39 thì như vậy ông sẽ tiếp tục phải dự báo các cái điểm mà chỉnh cung kỹ thuật sâu hơn VX ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì có một cái tín hiệu không biết là một cái thông tin gì mà VX nằm sàn thì trong tuần chúng ta dự báo ở điểm 16.6 và ta kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 7.4 17.5 trên thực tế thì lên được đến vùng 17.2 và uh, phiên giao dịch ngày 17 thì như vậy với và xét về kỹ thuật thì như vậy là đến phiên giao dịch ngày hôm nay thì 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 thì, thì đến cây đến giờ thứ hai các anh chị đến cây đến giờ thứ hai thì với mới bị mất cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 16.6 còn gần như cả tuần thì nó vẫn ở trên vùng 16.6 với lực bán khá là mạnh và với lực bán như thế này thì chắc chắn rồi VX sẽ không thể trụ được ở cái vùng đây này đâu và sau một phiên hoặc một vài phiên thì nó mới ổn định trở lại tức là à, nó sẽ lùi lại khoảng quanh vùng 15.3, 15.5 tuần tới sẽ tiếp tục phân tích ở vùng này cổ phiếu AGR dự báo ở vùng 19.3 test để phục hồi tuy nhiên là viên 17 bị gãy vùng 19.3 cho nên nó sẽ lùi lại và với tín hiệu nến nhé, các anh chị phục hồi lên và quay trở lại test vào phiên ngày hôm nay thì cây nến giờ kết thúc phiên nó lại bị mất cái vùng 18.5. Cho nên là nó sẽ lùi 18 hoặc điểm sao sẽ là 17.8 vào tuần tới. Tết đi thành công thì lại vùng 19.5. Cổ phiếu SHS nhìn chung ở trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy rằng là... Đây anh chị SHS thì chúng ta nhìn thấy rằng ở đây là gì? 17.3, 17.5 à, uh, liên tục đi uh, test sideways trong tuần có điểm 16.8 đây là các cái cây nến giả và hiện tại thì chúng ta sẽ tính toán ở vùng 16.8 đến khoảng quanh vùng 17 đây là biết test kỹ thuật của SHS tuần mới test đi thành công thì như vậy 17.5 18 và 18.5 cổ phiếu VDS ở đây chúng ta nhìn thấy là <laughs> trong tuần trong tuần chúng ta có dự báo ở vùng 2323.3 test tích lũy để tiếp tục uh, phục hồi lên ở vùng 24.5 cộng trên thực tế thì nó test khá thành công đến phiên giao dịch ngày 17 thì nó mới bắt đầu bị vỡ bị thủng với vùng 23 và bản chất đến phiên giao dịch ngày hôm nay thì có thời điểm vẫn là vùng 23.5 và với cái tín hiệu kỹ thuật của VDS thì nó tương đối là khỏe tuần tới ở vùng 22.2 21 9 à 28 hoặc là 21.5 hôm nay là nó có thể nó có thể quay lại cái biên này nó test tích lũy và ở mục tiêu thì chúng ta vẫn dự báo ở vùng 24 đến khoảng quanh vùng 24.5 cổ phiếu ORS dự báo test tích lũy ở vùng 13 phục hồi 13.5 và xa hơn sẽ là vùng 14 trên thực tế thì loanh quanh được đến vùng 13.5 3 đây này thì như vậy là gì à, cổ phiếu ORS trong tuần vừa qua không có quá nhiều động lực có điểm test 12.4 12.4 phục hồi lên và lại test lại cho nên tuần tới sẽ ở điểm 12.6 12.4 hoặc điểm sâu hơn sẽ là vùng 12.2 ở đây thì 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 nó cũng chưa rõ ràng bởi vì đây đang là những cây nến địa, đang là những cây nến test kéo lên đó đang là những cây nến test kéo lên nên có thể kỳ vọng ở khoảng quanh vùng 12.4 đến vùng 12.6 test đi thành công và cản kỹ thuật của nó thì vẫn như vậy thôi ở quanh 13.4, 35 13 5 CTS ở trong tuần Đầu tuần nó làm khá là tốt nhiệm vụ của nó Vùng 41.5 đến vùng 41 test thành công và nó đã kéo lên vùng 42.5 đến vùng 43 chưa lên được cái mark target ở vùng 44. À, tuy nhiên sau đó thì à, cổ phiếu CTS đã chỉnh cung và ở đây các anh chị nhé nó đã có điểm test một này ở vùng 39.5 nó phục hồi đi lên và đây đang là có đây đang có những cái điểm tiếp tục test cho nên là tuần tới thì cái điểm 395 thì nó sẽ test lại. Và trong trường hợp nếu thủng vùng 39.5 thì chúng ta phải tính toán ở vùng 38.5 đến vùng 39 tức là à, test lại cái chân nến, à cái râu nến hoặc là cái điểm à, mút nến ở trong cái chân sóng ở ngày 1 đến ngày 2 tháng 7. MBS ở trong tuần vừa qua nhìn chung là tương đối là tích cực đúng không anh chị? Ở vùng 34.5 này và chúng ta dự báo ta ghét kỹ thuật khỏe khỏe thì vùng 36 tức là đánh break vùng 36. Bản chất ở phiên ngày hôm nay thì nó vẫn tiếp tục ở vùng 35.7. Đấy phiên giao dịch ngày thứ hai thì vẫn có 357, 358 và trong tuần có điểm test 33.5 nhưng nó vẫn rút chân lên cho nên tuần tới sẽ ở khoảng dự dự khoảng quanh vùng 34 34.5. Và kỳ vọng ở trong nhịp này thì khả năng là MBS sẽ <laughs> break vùng 36. Và cả cái tuần tiếp theo thì chúng ta vẫn dự báo khả năng sẽ đánh về khoảng quanh vùng 37. chị chị nhá. Rồi, như vậy thì về cơ bản bản tin tuần này thì chúng ta sẽ tạm dừng tại đây và những cái nội dung ông đã có phân tích quan trọng thì các anh chị có thể nốt lại, các anh chị chú ý đến tín hiệu giao dịch của thị trường ở trong phiên giao dịch ngày 1. À, trong phiên giao dịch của ngày à, thứ hai và ngày thứ ba tuần tới đó khả năng sẽ là hai phiên giao dịch mà thị trường của chúng ta sẽ tích lũy tạo nền tạo đáy để phục hồi đi lên hiện tại à, dòng tiền chờ mua đã bắt đầu quay trở lại và chúng ta sẽ cần thêm khoảng à, một đến 3 phiên đấy chị khoảng 1 đến 3 phiên à, tiếp theo để chúng ta xác nhận à, từ cái dòng tiền chờ mua đó thì nhà đầu tư bắt đầu quyết liệt à, mua à, chủ động và bắt đầu nắm giữ cổ phiếu à, và dự báo cái xu hướng phục hồi và với việc phiên rũ của ngày hôm nay, với việc phiên rũ của ngày hôm nay thì gần như tất cả những cái lượng nào mà cần bán thì họ cũng sẽ đã bán hết rồi. Và chúng ta sẽ chờ đợi một cái lực mua chủ động mạnh mẽ quay trở lại ở trong phiên giao dịch của ngày thứ hai hoặc ngày thứ ba để từ đó chúng ta dự báo chân sóng phục hồi của thị trường. Bản tin phân tích tuần này, xin phép được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị em nhà đầu tư trong các bản phân tích và cập nhật tiếp theo.